Vâng, xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube xe qua sử dụng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Thì vẫn là số điện thoại tư vấn quen thuộc 0938 926 425. Mình là Thắng. Thì nếu quý vị các bạn chúng ta có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề mua bán xe qua sử dụng thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn trực tiếp nha. Thì quay trở lại ngày hôm nay là một buổi chiều rồi. Mình hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu xe mà hầu như là có 102 luôn. Một mẫu xe mà Innova số tự động đời 2016, mẫu cũ đây. Chạy chỉ được có 31.000 km thôi. Một chủ và nước sơn zin từ đầu tới đuôi luôn. Một chiếc xe mà hầu như chủ không chạy và chạy rất là kỹ. Chủ yếu để trong nhà nha các bạn. Một mẫu xe rất là hiếm. Nếu như các bạn nào chúng ta yêu quý Innova, yêu quý một cái mẫu số tự động mà cổ điển như thế này thì hãy nhanh tay lựa chọn cái mẫu xe này, sẽ chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận cho các bạn. Đây mình sẽ quay cận cảnh về cái xe này cho các bạn thấy. Đây về đèn trước đây, bạn có thể thấy nước sơn này giữa hai cái miếng nè, rất là liền lạc luôn. Chiếc xe này là màu sơn zin từ đầu tới đuôi luôn nha các bạn. Ca lăng này đó, hầu như nó chỉ bị cũ và bụi bặm thôi. Xe này tại vì chưa, bên mình chưa có làm đẹp lại, mới vừa thu về cho nên các bạn có thể thấy nè, nó còn dơ này. Quay cả cho các bạn xem nè, chỉ chạy những vết nhỏ xíu như thế này thôi. Rồi mình sẽ cúi xuống quay phía dưới cho các bạn thấy khung gầm của nó nha. Đây. Rồi đây đây. Đây nha các bạn. Đây cái lớp zin theo xe luôn nha các bạn. 31.000 xứng đáng với cái số km là chỉ 31.000 thôi. Rất xứng đáng nha các bạn. Thì khi cái xe này về công ty thì rất nhiều anh em bên mình đều rất là ngạc nhiên nha các bạn. Vì hầu như là khi mà anh em trong hãng đi thu cái xe này thì rất hiếm gặp những chiếc xe như thế này nha các bạn. Rất là liền lạc cái xe luôn. Cảng này. Mình sẽ quay cái tiếng đóng cửa nghe cho các bạn nghe nha. Rất là êm, rất là đầm nha các bạn. Nói chung là xe mà đời hồi xưa nó không giống như những cái chiếc mới bây giờ. Từ cái kết cấu chất liệu nó làm nên cái khung sườn nó khác so với những chiếc xe bây giờ nha các bạn. Hồi xưa thì hầu như sử dụng vật liệu đều là rất là tốt và rất là đặc, cho nên chiếc xe này nó rất là cứng cáp. Mình sẽ quay bên trong các bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa về chiếc xe này. Đây. Bộ ghế nỉ nguyên zin từ nhà máy luôn. Để trong nhà cho nên những cái bộ phận này nó sao không bị ố, sẽ bị không bị bay màu theo năm tháng nha các bạn. Còn nó mới nè. Còn quay bộ ghế nỉ các bạn thấy nè. Rất là sạch sẽ, chưa được làm đẹp nha các bạn mà nó đã làm nó đã sạch sẽ và trắng tươi như thế này rồi. Cái từ đầu là nhìn là biết ngay là cái xe này rất ít đi rồi. Nhìn những cái chi tiết này nè, các bạn thấy không, rất là mới, giống hoàn toàn như xe mới luôn. Một chiếc xe mà bản thân mình còn cảm thấy rất là mê nó. Tuy nhiên là do điều kiện tài chính không có cho nên là mình cũng không có thể nào mà mua chiếc xe này được nha các bạn. Thì đành phải tìm cho nó một chủ nhân mới đủ điều kiện. Bạn nhìn thấy vô lăng này đó, đẹp long lanh luôn. Để mở số km cho các bạn xem đó, 31.484 km nha các bạn. Mình quay phía sau các bạn còn thấy nó còn mới nữa. Đây bộ ghế nỉ từ lúc xưa tới giờ, lúc mua mới tới giờ luôn. Và xe Innova thì các bạn cũng biết rồi, nó vẫn đẳng cấp như hôm nào.
Về ngoại hình nó có thể xấu hơn so với những chiếc khác, tuy nhiên về cái vận hành cũng như độ bền và cái độ thoải mái khi mình đi trên đường thì chưa một chiếc xe nào qua nó nha các bạn. Đối với một tầm giá tiền như vậy, mẫu xe 8 chỗ. Quay cái động cơ cho các bạn thấy nè. Các bạn thấy những cái khung này nè. Cam kết các bạn là không đâm đụng nha các bạn, không đâm đụng, không ngập nước. Đó, động cơ nguyên bản theo xe, nguyên zin luôn, chưa một lần sửa chữa luôn nha các bạn. Đây, một bộ xe bản thân mình còn rất là mê nha các bạn. Bạn thấy carbon này, zin theo xe này, chưa một lần động sơn này. Chưa một lần UI. Vâng, và có quá nhiều lời khen đối với chiếc xe này rồi. Mình hôm nay mình chỉ nói bao nhiêu thôi, còn các bạn muốn được trực tiếp thấy chiếc xe này thì hãy trực tiếp liên hệ cho mình qua số điện thoại 0938926425. Mình tư vấn trực tiếp và dẫn các bạn đi coi xe. Được thì các bạn có thể mua ngay để mà chạy trong dịp Tết này luôn nha các bạn. Sẽ không có chiếc xe thứ hai như thế này đâu. Và giá chiếc xe này hiện tại là 520 triệu nha các bạn. Chỉ 520 triệu thôi. Một mẫu Innova số tự động đời 2016, chạy được có 31.000 km thôi. Vâng, và nếu các bạn nào đang cần thì hãy nhanh tay gọi cho mình và tiến hành xem xe, nếu không là các bạn sẽ không có cơ hội nha. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau.